Đây là đội hình ra quân của cầu thủ Philippines trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây là những cái tên được huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn cho trận đấu ra quân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ở hiệp thi đấu đầu tiên thì các cô gái của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ truyền thống sẽ bảo vệ khung thành bên trái màn hình của quý vị và bạn. Trận đấu đã bắt đầu. Đội tuyển nữ Việt Nam đang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Dương Thị Kiều đang là cái tên thi đấu ở vị trí chính giữa của hàng phòng thủ 3 người. Bên cạnh Dương Thị Kiều là hai cái tên Trần Thị Thu và Lương Thị Thu Thương. So với trận đấu gặp các cầu thủ Campuchia thì ngày hôm nay đội tuyển nữ Philippines có tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Bóng đã thuộc về cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền của Bích Thủy. Tiếp tục là cầu thủ áo đỏ. Đội tuyển bóng đá nữ Philippines vẫn duy trì chiến thuật quen thuộc của họ 4-4-2. Olivia McDaniel quay trở lại khung gỗ. Đường chuyền dài của thủ môn mang áo số 18. Trước khi SEA Games diễn ra thì đội tuyển bóng nữ Việt Nam đã có một tổn thất lớn về mặt nhân sự khi Thái Thị Thảo dính chấn thương đứt dây chằng. Cầu thủ này vừa mới phẫu thuật vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Bóng thuộc về cầu thủ Philippines. Một cú dứt điểm không chính xác. Đó là pha xử lý của số 8 Boden. Kim Thanh vẫn sẽ là người chấn giữ khung thành của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1993 và cô đã có 2 lần tham dự SEA Games. Lần đầu là diễn ra cách đây 3 năm vào năm 2019. Bóng lại thuộc về cầu thủ nữ Việt Nam, không được. Cầu thủ nữ của Philippines có nền tảng thể lực rất tốt. Sarina Boren là một cái tên đáng chú ý trên hàng công của đội tuyển nữ Philippines. Đây là Sophia Harrison, cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Không có sự nguy hiểm cho hàng thủ của chúng ta. Cơ hội phản công dành cho thủ Việt Nam. Đây là Hoàng Thị Loan. Bích Thủy. Đường chuyền hơi mạnh một chút. Lại là Bích Thủy. Cơ hội dành cho thủ nữ Việt Nam. Đưa bóng vào vòng cấm địa rồi. Chuyền ra. Rất đáng tiếc. Một cơ hội tốt dành cho các thủ nữ Việt Nam. Vẫn là cầu thủ áo đỏ. Đường chuyền của Tuyết Dung. Cầu thủ nữ Việt Nam vẫn đang nhập cuộc rất hứng khởi trước đối thủ Philippines. Đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu này. Các cổ động viên trên sân vận động Cẩm Phả vẫn đang truyền sức mạnh tinh thần cho các cô gái của chúng ta. Hoàng Thị Loan, Huỳnh Như, đây là Trương Thị Kiều. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam trong một chặng đường rất dài.
Và thành quả đối với những năm tháng miệt mài của ông, đó chính là một tấm vé tham dự World Cup vào năm tới. Năm phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ Việt Nam chưa có một tình huống dứt điểm nào, nhưng chúng ta cũng đã có những tình huống lên bóng rất đáng chú ý khi Trần Thị Thùy Trang đã có thể đưa được trái bóng vào vòng cấm địa của Philippines. Vừa rồi trên mình là huấn luyện viên Alan Stoichik của cầu thủ Philippines. Cầu thủ vừa bị đau đó là tiền vệ số 8 Trần Thị Thùy Trang. Và lúc này thì đội tuyển bóng nữ của chúng ta đang xếp hạng 33 thế giới. Ở khu vực châu Á chúng ta có hạng thứ 6, còn khu vực Đông Nam Á là đội bóng số 1. Với Philippines thì họ đang xếp hạng 54 FIFA, hạng 11 châu Á. Và trong khu vực Đông Nam Á thì họ xếp sau Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Thành tích quá khứ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì vượt trội so với cầu thủ Philippines. Các cô gái của chúng ta đã từng giành hạng 4 tại ASEAN năm 2014 và vào tới tứ kết năm 2018. Ở giải vô địch Đông Nam Á thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có 3 lần vô địch vào các năm 2006, 2012 và 2019. Cùng với đó là 3 lần về nhì. Riêng ở đấu trường SEA Games thì chúng ta có thể nói là nữ hoàng với 6 lần đăng quang vào năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019. Bên cạnh đó là 2 lần giành huy chương bạc và 1 lần giành huy chương đồng. Với bóng đá nữ của Philippines thì thành tích đáng chú nhất của họ tại sân chơi SEA Games mới là tấm huy chương đồng năm 1985. Cơ hội sẽ thuộc Philippines. Quân hộ thủ môn Kim Thành, cơ hội đáng chú nhất kể từ đầu trận. Và thủ môn của chúng ta đã chơi tốt. Và bằng giá rất kịp thời của thủ môn sinh năm 1993. Thủ môn Kim Thành chính là người đã giành quả bóng đồng năm 2020. Như đã nói, số 8 Bowden bên phía Philippines là một cái tên rất nguy hiểm trên hàng công của đội bóng này. Và các hậu vệ của chúng ta sẽ cần phải để ý tới cầu thủ mang áo số 8 nhiều hơn. Bóng đã được phá ra. Bích Thủy. Sarina Bowden, tiền đạo năm nay 25 tuổi và đang chơi bóng tại Nhật Bản cho câu lạc bộ Chifore SN Elfen. Hoàng Thị Loan. Và để một bóng nguy hiểm của Hoàng Thị Loan. Ít phút đã qua thì cầu thủ Philippines là những người đang chơi tốt hơn trên sân. Cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta đang chờ đợi thời cơ phản công. Nhưng trước khi nghĩ tới chuyện phản công thì chúng ta cần có được một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Cách đây ít phút thì thủ môn Kim Thành đã phải nỗ lực cứu thua khi mà Bowden, tiền đạo của Philippines, đã có thời cơ đối mặt với thủ môn của chúng ta. Thùy Trang.
Hoàng Thị Loan. Đây là Hải Yến. Cầu thủ Philippines có thể hình thể lực tốt và không ngại va chạm. Lối chơi đang gây ra nhiều khó chịu cho cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Họ cũng sử dụng khá nhiều những đường chuyền bóng bổng để khai thác tối đa ưu thế về mặt thể hình của mình. Thúy Trang. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Bogey. Kristen Bogey. Đây là Dominic Rando. Bích Thủy đã phán đoán được tình huống. Cần phải có một tình huống xử lý quyết đoán hơn. Bóng lại thuộc về các thủ Philippines. Một thế trận tương đối khó khăn dành cho các cô gái Việt Nam. Quá tắt. Không làm khó được thủ môn Kim Thành. Kim Thành lên tuyển từ năm 2014. Ban đầu là thủ thành dự bị cho người đàn chị Kiều Trinh. Sau SEA Games 2019 thì Kiều Trinh đã nói lời chia tay với sự nghiệp và Kim Thành trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kể từ thời điểm đó. Còn ném biên của Bích Thủy. Không hiểu ý. Đường chuyền vừa rồi là của tiền vệ Dương Thị Vân. Từ đầu trận thì những cầu thủ rất được chờ đợi bên phía đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn chưa có nhiều bóng. Đó là Tuyết Dung và Huỳnh Như. Hải Yến. Đường chuyền của Dương Thị Vân. Đây là Tuyết Dung. Đưa bóng vào. William. Không vào. Quá đáng tiếc. Một cơ hội tuyệt vời dành cho các thủ nữ Việt Nam. Đó chính là điều mà chúng ta chờ đợi. Sau khi cướp được bóng từ phía cầu thủ Philippines thì cô gái áo đỏ đã tổ chức tấn công rất nhanh. Vẫn là những cái tên đáng chờ đợi nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung và Huỳnh Như. Chúng ta đã ở rất gần với bàn thắng mở tỷ số rồi. Một chút nữa thôi. Boden. Vẫn là Boden. Và xoắn bóng chính xác của Trương Thị Kiều. Trương Thị Kiều mang tới hình ảnh của một chiến binh nơi hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tinh thần thi đấu máu lửa của trung vệ màu áo số 3 luôn luôn khích lệ các đồng đội thi đấu với hơn 200% khả năng của mình. Rất khéo léo. Không được. Cầu thủ Philippines lại cắt được bóng. Khá nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đầu tiên đã tới với cầu thủ Philippines. Trong tình huống vừa rồi thì Trần Thị Kim Thanh cũng đã rất nỗ lực để đẩy trái bóng ra khỏi khung thành. Nhưng đó là một pha dứt điểm khó. Philippines đang cho thấy họ thực sự là một đối thủ đáng gờm
với những đội bóng giàu truyền thống tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có đội tuyển Việt Nam chúng ta. Những bài tấn công bóng bổng của Philippines là thứ vũ khí khiến cho hàng thủ của Việt Nam gặp nhiều khó khăn từ đầu trận. Và bây giờ thì họ đã thành công với bàn thắng mở tỷ số. Bích Thủy. Và con người của Bích Thủy. Vẫn là Bích Thủy. Cầu thủ mang áo số 6 Tanay Lauren Rivera ghi bàn thắng cho đội Philippines. Tanay Anis, cầu thủ mang băng thủ quân của cầu thủ Philippines, chính là người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ áo trắng. Bây giờ là Bowden. Sẽ có phạt góc cho cầu thủ Philippines. Trong một đội tuyển Philippines với rất nhiều những cô gái trẻ trung thì Tanay Anis là một điểm tựa về mặt tinh thần. Cô là một cầu thủ kỳ cựu, năm nay đã 33 tuổi. Trong đội hình của cầu thủ Philippines thì không có nhiều cầu thủ trên 30. Tanay Anis là cái tên lớn tuổi nhất. Cô sinh năm 1989. Một cầu thủ khác cũng chạm mốc 30 tuổi, đó là Zadik Savicki, tiền vệ năm nay 30 tuổi. Đó là những cầu thủ có thể mang được rất nhiều những bài học với kinh nghiệm để truyền đạt lại cho thế hệ cầu thủ trẻ giàu tài năng của Philippines, nhưng lại chưa có nhiều cơ hội cọ sát ở những giải đấu lớn. Đường truyền của Thu Thương, đây là Bích Thủy. Cơ hội lên bóng dành cho cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam, Hoàng Thị Loan, quả tạt của Hoàng Thị Loan. Bóng không tới được vị trí của những đồng đội phía trong. Từ đầu trận thì chúng ta vẫn mới có một tình huống thực sự đáng chú ý. Đó là pha xâm nhập bóng cấm địa của Huỳnh Như. Cầu đón đường căn ngang của Tuyết Dung. Nhưng rất đáng tiếc là cú dứt điểm của Huỳnh Như lại không thể mang về bàn thắng. Không lâu sau đó thì chúng ta phải đón nhận bàn thua. Sẽ là một bài toán khó với huấn luyện viên Ba Đức Chung trong trận đấu ngày hôm nay. Bích Thủy, Trương Thị Kiều, người đó có bóng là Hoàng Thị Loan. Rồi giành thủ bóng đá nữ Việt Nam. Bowden. Hoàng Thị Loan đã lấy được bóng. Tuyết Dung. Phút thứ 20 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0 nhưng về phía cầu thủ Philippines. Tanay Anis là chủ nhân của bàn thắng duy nhất cho tới lúc này với một tình huống không chiến. Trần Thị Thu, đường truyền dành cho Tuyết Dung. Dương Thị Vân, rất hợp lý. Bích Thủy qua người Bích Thủy. Bích Thủy cho rằng bóng đã chạm tay của thủ Philippines trong tình huống vừa rồi.
những tình huống lên tham gia tấn công của Nguyễn Thị Bích Thùy đã mang tới nhiều cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ số 15 của chúng ta có kỹ thuật cá nhân tốt và đã không ít lần có những tình huống qua người và có được những khoảng trống ở khu vực vòng cấm địa của Philippines. Hoàng Thị Loan dứt điểm ngay. Hoàng Thị Loan mới trở lại sau chấn thương. Và ngay lập tức thì là một lựa chọn trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Philippines vẫn đang sử dụng rất nhiều những đường bóng bổng. Đá có lối việt vị của chúng ta. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của Thái Thị Thảo thì ở SEA Games lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng không thể có được sự phục vụ của Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Tiền đạo đã dính chấn thương dây chằng. Không được. Hoàng Thị Loan. Bowden. Rất quyết liệt. Đây là Trương Thị Kiều. Cầu thủ Philippines áp sát rất nhanh và tạo ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của chúng ta. Bowden. Sarida Bowden là cầu thủ sinh ra tại Mỹ. Như đã nói thì cô đang chơi bóng ở Nhật Bản. Bowden có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những môi trường bóng đá đỉnh cao. Cầu thủ này bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Philippines từ năm 2018. Khi đó cô 21 tuổi. Thùy Trang. Đường chuyền của Bích Thùy. Hải Yến đã băng lên. Không được. Một nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua. Chúng ta vẫn đang chờ đợi nhiều hơn những tình huống tổ chức tấn công ấn tượng như pha bóng mà Tuyết Dung đã căn ngang cho Huỳnh Như. Huỳnh Như. Không dễ để cô có thể vượt qua được ba cầu thủ áo trắng. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Và để mất bóng của Thùy Trang. Bowden. Và cắt bóng tốt. Bây giờ là thời cơ dành cho cầu thủ áo đỏ. Người đang có bóng là Huỳnh Như. Vẫn là số 9. Đường chuyền ra hợp lý. Đáng tiếc là Bích Thùy không hiểu ý trong pha bóng vừa rồi để di chuyển lên phía trên và nhận bóng. Philippines vẫn đang làm tốt nhiệm vụ chia cắt những nhân tố trên hàng công của cầu thủ Việt Nam.
Lương Thị Thu Thương, Huỳnh Như. Đây là Trần Thị Thu. Người cầu bóng là Hoàng Thị Loan. Cầu thủ Philippines vẫn áp sát rất nhanh, không dễ để cho cầu thủ áo đỏ của chúng ta có thể triển khai bóng lên phía trên. Tại Asian Cup 2022 thì Hoa nữ Philippines đã cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của mình. Họ đã thắng Thái Lan 2-1 tại vòng bảng. Sau đó thì vào tới tận vòng bán kết và giành vé tham dự World Cup. Philippines cũng đã có những cầu thủ quan trọng được cất giữ trong trận đấu với đối thủ Campuchia. Và ngày hôm nay họ cũng gây ra không ít bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Người đã ghi bàn thắng mở tỷ số, Tân Hải Anis, là một cầu thủ không xuất phát từ đầu trong trận đấu gặp Campuchia. Bóng đã thuộc về cầu thủ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung. Đường chuyền dành cho Hoàng Thị Loan. Quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines ở bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31. Toàn bộ những trận đấu đáng chú ý ở môn bóng đá cũng như các môn thể thao tại SEA Games 31 đều sẽ có trên các kênh thể thao của VTV Cup. Hải Yến, đường truyền không chính xác. Cầu thủ Philippines cầm bóng khá chắc. Họ tự tin thể hiện kỹ thuật của mình và giữ bóng ngay bên phần sân nhà. Ngày hôm nay thì hai cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bên phía Philippines đều xuất phát ngay từ đầu. Đó là số 4 Savicky và số 6 Tanahanis. Đây là Savicky. Rando. Halilong. César. Dù cầu thủ đội tuyển bóng nữ Việt Nam cũng rất tích cực đuổi bóng và pressing, nhưng phải nói rằng Philippines có khả năng giữ bóng tương đối tốt. Qua người. Thêm một tình huống sóng gió nữa trước khung thành của Kim Thành. Thị Loan, Huỳnh Như, bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan. Đường chuyền hơi mạnh của thủ môn áo số 5.
So với những phút đầu trận thì Philippines đã chơi chậm lại và chắc chắn hơn. Kể cả khi họ có bóng thì cầu thủ áo trắng cũng không vội vàng triển khai tấn công. Rất hợp lý. Quả tạt bóng. Huỳnh Như. Philippines cũng có nền tảng thể lực rất tốt. Đó cũng sẽ là một thử thách dành cho cầu thủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đây là Bích Thuy, một trong những cầu thủ thi đấu năng nổ nhất từ đầu trận đấu cho tới giờ. Trương Thị Kiều. Lại là Bích Thủy. Đường chuyền dài của Bích Thủy. Tranh chấp bóng bổng với cầu thủ Philippines là một nhiệm vụ khó khăn dành cho các cô gái của chúng ta. Nhưng những đường chuyền dài cũng đang là phương án tốt nhất để có thể đưa trái bóng tới vòng cấm địa của Philippines thật nhanh. Huỳnh Như đường chuyền cho Bích Thủy. Quý Âm, thủ môn của Philippines đã buộc phải đấm bóng sau quả tạt bóng vừa rồi của Bích Thủy. Bây giờ sẽ có một quả phạt góc dành cho cầu thủ Việt Nam của chúng ta. Hãy cùng xem lại tình huống tạt bóng của Bích Thủy. Bóng đi thẳng vào khung thành, và nếu như thủ môn Batanien không tập trung cho bóng vừa rồi thì nó hoàn toàn có thể trở thành một bàn thắng. Bây giờ là quả phạt góc và đang đứng trước bóng là Tuyết Dung. Quả đá của Tuyết Dung. Đây đâu? Một cơ hội tốt dành cho cầu thủ Việt Nam. Và lại là Bích Thủy. Cầu thủ thi đấu rất ấn tượng từ đầu trận. Tuyết Dung đã từng ghi nhiều bàn thắng từ những quả đá phạt góc. Bởi vậy mà đây có thể xem là một niềm hy vọng để tìm kiếm bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong những thế trận như thế này. Số 7 của chúng ta có khả năng thực hiện những tình huống đá phạt rất tốt. Hoàng Thị Loan. Bóng thuộc về các thủ Philippines. Và phản ứng tốt của Trương Thị Kiều. Đường chuyền của Tuyết Dung. Bích Thủy đã ngã. Vẫn là cơ hội dành cho thủ Việt Nam. Đường chuyền không được. Tiếp tục là cầu thủ áo đỏ. Đây là Tuyết Dung. Quả tạt của Tuyết Dung. Huỳnh Như không vào. Và xử lý kỹ thuật của Huỳnh Như. Ít phút đã qua thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang chơi đầy hứng khởi. Những cơ hội đã đến với chúng ta. Dấu hiệu rất tích cực. Và khả năng có được bàn thắng cho cầu thủ Việt Nam đang được thắp lên so với quãng thời gian trước đó. Nhưng mà chúng ta rất khó để có thể tiếp cận khung thành của cầu thủ Philippines. Một trận đấu căng thẳng giữa hai đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Những đại diện của châu Á sẽ có mặt tại World Cup. Cũng sẽ là một cuộc chiến về chiến thuật của hai huấn luyện viên. Những người lúc này đều đang đứng sát được pit để có thể chỉ đạo các học trò. Bên phía cánh phải của chúng ta, Bích Thủy lên công về thủ rất nhịp nhàng.
Số 15 là cầu thủ chơi cực kỳ năng nổ trong những phút đã qua. Qua người sang Vicky, chúng ta đã giành lại bóng. Nguyễn Dung, cơ hội phản công dành cho thủ Việt Nam, Huỳnh Như không kịp rồi. Ý đồ chiến thuật chơi phòng ngự phản công của đội tuyển nữ Việt Nam đang có phần bị phá hỏng sau khi chúng ta phải sớm nhận bàn thua. Modern, Tuyết Dung cũng đã có nhiều tình huống đi bóng đáng chú ý trong những phút đã qua. Boden, không có gì nguy hiểm với khung thành của Kim Thanh. Bóng lại thuộc về các thủ Việt Nam. Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, vẫn là Tuyết Dung. Đường chuyền hợp lý, nhưng pha xử lý rất kỹ thuật của cầu thủ áo đỏ. Bóng được chuyển sang cánh phải cho Bích Thủy, Trọng Biên đưa bóng vào, Nguyễn dứt điểm. Một đều cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng là của Tuyết Dung. Những nỗ lực lên bóng trong thời gian vừa qua của đội chủ nhà đã cho lại thành quả. Liên tiếp những cơ hội và bây giờ chúng ta đã có được bàn gỡ. Niềm vui của các cầu thủ viên trên sân vận động Cẩm Phả. Sau bàn thắng này chắc chắn tinh thần của các cầu thủ huấn luyện viên Mai Trung sẽ lên cao. Một trận đấu thực sự hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Một lần nữa chúng ta lại thấy được dấu ấn của Bích Thùy trong bàn thắng này. Cô chính là người đã có đường chuyền lên phía trên rất hợp lý để cho Thùy Trạng tung đường căng ngang vào phía trong. Tuyết Dung cũng đã tận dụng tốt thời cơ của mình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng. Mặc dù có dứt điểm đầu tiên không chính xác, Tuyết Dung vẫn có thể xoay trở rất nhanh và hạ gục thủ thành Olivia McDaniel. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại thế cân bằng. Tuyết Dung và Huỳnh Như vẫn sẽ là những niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên hàng công. Sự hứng khởi đã tới với các cầu thủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung sau khi chúng ta có được bàn gỡ hòa một đều. Bây giờ thì một đã trôi về những phút cuối. Bích Thủy, có lẽ đã có lỗi việt vị.
Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Nguyễn Thị Vân đường chuyền dành cho Hoàng Thị Loan. Bóng lại tới chân Tuyết Dung. Tuyết Dung quyết định đột phá, dứt điểm. Pha xử lý khá ấn tượng của cầu thủ mặc áo số 7. Tuyết Dung là một tài năng sáng giá của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm qua, và tài năng của cô thậm chí còn vươn ra tầm quốc tế. Rất nhiều những trang thông tấn lớn cũng đã phải đưa thông tin và hình ảnh về những bàn thắng từ những quả đá phạt góc của Tuyết Dung. Tuyết Dung đã giành danh hiệu quả bóng vàng nữ Việt Nam vào các năm 2014 và 2018. Một cầu thủ của chúng ta đang cần tới sự chăm sóc y tế, và đây cũng là thời điểm để cầu thủ của Luyện Mai Đức Trung có thể tạm nghỉ sau hơn 40 phút thi đấu căng thẳng. Bích Thùy đang là người có dấu hiệu căng cơ. Bích Thùy chính là một trong những cầu thủ thi đấu tích cực nhất từ đầu trận. Hãy cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Tuyết Dung. Chưa thì kêu. Không phải, vừa rồi là pha phá bóng của Thu Thương. Harrison. Tiếp tục là của Philippines. Giữ bóng rất khéo. Bích Thủy. Anis. Harrison. Kim Thành đã làm chủ được tình hình. Và bây giờ sẽ là thời cơ lên bóng dành cho cầu thủ Việt Nam, Trương Thị Kiều. Tuyết Dung dẫn bóng vào trung lộ. Thùy Trang đường chuyền dành cho Bích Thủy. Quang ơi rất tay, đây là Hải Yến, vẫn là cầu thủ Việt Nam. Lỗi rồi, quả đá phạt dành cho cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Sau khoảng 15 phút đầu tiên gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi của Philippines, thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cho thấy những dấu hiệu tích cực trong nửa sau của hiệp đấu này. Chúng ta đã có được bàn thắng gỡ hòa, bên cạnh đó là nhiều tình huống lên bóng rất đáng chú ý. Thêm một tình huống cố định và vẫn sẽ là Tuyết Dung thực hiện. Tuyết Dung khá nguy hiểm, bóng hướng thẳng vào phía khung thành. Phạt góc cho cầu thủ Việt Nam. Tổ chức đá phạt góc nhanh. Hiệp 1 đang bước tới những giây thi đấu chính thức cuối cùng.
sẽ có một phút bù giờ cho hiệp đấu thứ nhất. Tỷ số lúc này đang là một đều. Đội tuyển Philippines vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Tananis. Sau đó thì Việt Nam gỡ hòa với cú dứt điểm cận thành của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Đầu diễn ra rất sôi nổi. Đôi bên đều tạo ra được những cơ hội tốt để ghi bàn. Đây có lẽ sẽ là tình huống bóng cuối cùng của hiệp đấu này. Sophia Harrison. Đại trọng tài chính đã hồi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines. Hai đội tuyển đang có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Và trận đấu này sẽ có ý nghĩa quyết định tới vị trí đầu bảng. Ở bảng đấu còn lại thì Thái Lan và Myanmar cũng được đánh giá là vượt trội so với các đối thủ của mình. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phải màn hình của quý các bạn. Và bàn đón tốt của trung vệ Trịnh Thị Kiều. Nhưng tình huống để bóng sau đó là hơi dài. Quả tạt của cầu thủ Philippines. Đánh đầu. Trong hiệp 1 thì Philippines sử dụng rất nhiều những tình huống bóng bổng và gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Kim Thành cũng đã có một hiệp đấu tốt và cản phá nhiều tình huống nguy hiểm mà cầu thủ Philippines tạo ra. Harrison. Đây là cầu thủ mới vào sân. Quezada. Vẫn là Quezada. Nguy hiểm. Số 20 Quezada mới vào sân và còn rất khỏe. Castaneda là người vừa tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm địa. Ném biên cho cầu thủ Việt Nam. Hai Long đã phá bóng an toàn. Hoàng Thị Loan. Đường chuyền không chính xác. Như vậy là cầu thủ đã rút ra khỏi sân chính là người đã mở tỷ số trong hiệp đấu đầu tiên. Tananis. Hoàng Thị Loan. Đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Người đã có bóng là Trương Thị Kiều, trung vệ thép của chúng ta. Cầu thủ Việt Nam đã cắt được bóng. Hoàng Thị Loan. Đường chuyền không tốt. Thêm một tình huống để mất bóng của số 5. Những phút đầu hiệp 2 thì Hoàng Thị Loan đang có một vài tình huống xử lý không thực sự tốt. Từ những đường chuyền hỏng cho tới những pha để mất bóng. Giống như những phút đầu của
Hiệp 1 thì cầu thủ Philippines tiếp tục nâng cao đội hình trong giai đoạn đầu của hiệp đấu thứ hai này. Harrison. Bích Thủy. Bích Thủy là cầu thủ thi đấu năng nổ nhất trên sân trong 45 phút đầu tiên. Cô cũng đóng góp công không nhỏ trong bàn thắng săn bằng cách biệt của chúng ta. Đường chuyền về của Thùy Trang. Trương Thị Kiều. Hoàng Thị Loan. Đây là Tuyết Dung, Dương Thị Vân. Nhưng được phối hợp rất hợp lý của cầu thủ áo đỏ. Hải Yến. Đường chuyền dành cho Huỳnh Như. Cơ hội. Dứt điểm đi. Một tình huống phối hợp tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Bàn thắng đã tới với chúng ta và người lập công là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Một tình huống phối hợp tấn công cực kỳ sắc nét của cầu thủ Việt Nam. Và kết quả là bàn thắng thứ hai. 2-1 dành cho cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 50 của trận đấu. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phối hợp này. Hải Yến là người đã đưa bóng vào vòng cấm địa cho Huỳnh Như. Huỳnh Như chuyền bóng cho Thùy Trang. Mặc dù vấp phải sự truy cản rất quyết liệt của các hậu vệ Philippines, nhưng tiền vệ số 8 của chúng ta vẫn có thể tung ra cú dứt điểm. Cầu thủ Việt Nam by player number 8. Trần Thị Thùy Trang chính là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay. Cô sinh năm 1988. Cầu thủ mang áo số 8 Trần Thị Thùy Trang. Nhưng so với các đồng đội thì thể lực và sức mạnh thi đấu của Trần Thị Thùy Trang cũng là một điểm mạnh. Bây giờ thì cao trò của huấn luyện viên Mai Trung đã vươn lên. Ném biên cho Philippines. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai với một tình huống tổ chức tấn công rất bài bản. Tiền đạo Hoài Yến đi bóng ra ngoài vòng cấm địa và phối hợp cùng Huỳnh Như. Trong khi đó thì tiền vệ Thùy Trang xâm nhập vòng cấm địa để chám vào khoảng trống và nhận đường chuyền của đội trưởng. Lại là Thùy Trang. Rất khỏe. Huỳnh Như. Đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Có khoảng trống. Tuyết Dung. Vẫn là Tuyết Dung. Chuyền sang. Nguy hiểm. Đáng tiếc là bóng không tới được vị trí của Hải Yến. Đội tuyển nữ của chúng ta vẫn đang chơi với một tinh thần rất hứng khởi. Đây là Bích Thủy. Huỳnh Như. Đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Quang ơi, Tuyết Dung, vẫn là Tuyết Dung. Những pha xử lý tự tin quen thuộc của Tuyết Dung. Tiền vệ đã từng hai lần giành danh hiệu quả bóng vàng của bóng đá nữ Việt Nam. Trong 3 năm gần nhất thì danh hiệu quả bóng vàng đều thuộc về tiền đạo Huỳnh Như. Và lúc này thì Huỳnh Như đã có 4 quả bóng vàng trong bộ sưu tập danh hiệu cá nhân của mình, ngang với huyền thoại Đoàn Thị Kim Chi.
2021 thì Huỳnh Như đã giành chiến thắng cho cuộc đua có bóng vàng. Người xếp thứ hai và giành có bóng bạc đó là Phạm Hải Yến. Còn có bóng đồng thuộc về Bích Thủy. Thủy Trang rất hợp lý. Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Đây là Tuyết Dung. Huỳnh Như đang di chuyển. Tuyết Dung chuyền bóng cho Hải Yến. Bây giờ thì sự tự tin đã trở lại trên đôi chân của các cô gái áo đỏ. Trong hiệp 1 thì họ gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng áp sát của cầu thủ Philippines. Chúng ta thường xuyên phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến, nhưng hiệu quả thì không thực sự ấn tượng. Bây giờ thì cầu thủ Việt Nam đã có thể thoải mái tổ chức những đợt tấn công với nhiều đường chuyền ở các cự ly đa dạng hơn, cả những đường chuyền ngắn, trung bình cho tới những đường chuyền dài đột biến. Thị Loan không được. Tranh chấp tốt, bóng thuộc về cầu thủ Việt Nam. Huy Trang phản công cho cô gái áo đỏ. Người đang có bóng là Huỳnh Như. Đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Vẫn là Tuyết Dung đi bóng rất hay, mang về một quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó là chiếc thẻ vàng dành cho hậu vệ của đội bạn. Tuyết Dung là tiền vệ có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Tình huống cố định, có thể thấy là đứng trước bóng đang có Tuyết Dung và Bích Thùy. Trung vệ Trương Thị Kiều cũng đã lên tham gia tấn công. William dứt điểm, vẫn là cầu thủ Việt Nam. Tinh thần của các học trò huấn luyện viên Mai Trung đang lên rất cao. Và cắt bóng tốt. Và là tình huống chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Tuyết Dung. Lại là Tuyết Dung. Hoàng Thị Loan. Trương Thị Kiều. Đường chuyền hơi mạnh một chút. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang thi đấu khá hiệu quả với sơ đồ chiến thuật 5-4-1. Xử lý không tốt của hậu vệ Philippines. Hải Yến. Quang Hơi. Vẫn là Hải Yến.
số 3 Dominic Wando sau khi để cho Hải Yến vượt qua đã kịp lùi về với một tình huống xoa bóng chính xác. Cầu thủ nữ của Philippines đã có tới 10 cái tên thi đấu ở nước ngoài. Bây giờ là sự thay đổi về bên phía đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Thanh Nhã là cái tên được tung vào sân, và có lẽ nhường chỗ cho cô sẽ là Bích Thủy. Substitution for Vietnam, player number 15, Nguyễn Thị Bích Thủy, replaced by player number 19, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Trước khi rời sân thì Bích Thủy là một trong cầu thủ thi đấu năng nổ nhất trên sân. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 15, Nguyễn Thị Bích Thủy rời sân. Cầu thủ mang áo số 19, Nguyễn Thị Thanh Nhã vào sân. Tuyệt dụng, Huỳnh Như. Đường chuyền. Bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Đây là Dương Thị Vân. Và xử lý quá hay. Dương Thị Vân đã bị đau sau tình huống đi bóng vừa rồi. Chúng ta theo dõi trận đấu giữa hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Philippines. Đấu tại bảng A của môn bóng đá nữ SEA Games 31. Sau 2/3 thời gian thi đấu, đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước đối thủ 2-1. Malaysia. Borden không qua được Thu Thương. Đã có lỗi của Borden. Những phút đầu trận thì Borden tạo ra nhiều sóng gió trước hàng phòng ngự của Việt Nam. Nhưng dường như các hậu vệ của huấn luyện viên Mark Trung đã tìm ra cách có thể khóa chặt được trung phong số 8 của Philippines. Tiếp tục có những sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Philippines. Substitution for Philippines, player number 11, Annika Chabeli, replaced by player number 9, Jessica Arne. Player number 15, Karen. Những cầu thủ được tung vào sân đó là Jessica Miklas và Isabella Flanagan. Có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 11, Annika Castellada, rời sân. Cầu thủ mang áo số 9, Jessica Anni Mokat, vào sân. Hoàng Thị Loan. Cầu thủ mang áo số 15, Tuyết Dung, rời sân. Cầu thủ mang áo thời số 12 thì Tuyết Dung di chuyển vào trung lộ nhiều hơn. Isabella Victoria vào sân. Dương Thị Vân. Hoàng Thị Loan rất nhịp nhàng. Đường chuyền dài của Trương Thị Kiều. Jessica Miklas. Jessica Miklas là một trong hai cầu thủ mới tung vào sân. Hoàng Thị Loan, Hải Yến, cho tới lúc này thì đội tuyển Philippines đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam mới sử dụng 1 quyền thay đổi người mà thôi.
hợp lý. Hoàng Thị Loan, bóng lại thuộc về cầu thủ Việt Nam. Tuyết Dung, đây là Dương Thị Vân. Thu Thường, pha xử lý không tốt nhưng các hậu vệ Việt Nam đã bọc lót cho nhau rất tốt. Trương Thị Kiều, Trương Thị Kiều đã chủ động đá bóng hết đường biên dọc. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau. Đối thủ Philippines là những cô gái có thể hình thể lực rất tốt, và hôm nay thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải bước vào một trận chiến khốc liệt cả về mặt kỹ chiến thuật lẫn thể lực. Người đang bị đau có lẽ là Lương Thị Thu Thương. Lương Thị Thu Thương là cầu thủ của câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam. Đây là trung vệ trẻ lần đầu tập trung đội tuyển Việt Nam là tại vòng loại thứ hai Olympic 2020. Trong thời gian qua thì Lương Thị Thu Thương thi đấu ngày càng trưởng thành hơn và được coi là tương lai ở hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Lương Thị Thu Thương cũng là một hậu vệ có thể hình rất tốt. Trong thành phần của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 có rất nhiều cầu thủ thuộc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ở đó cũng là nòng cốt của đội bóng đang được dẫn dắt lúc này bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung tại SEA Games 31. Cơ hội dành cho Philippines, dứt điểm không được. Một tình huống khá nguy hiểm khi mà Quezada đã có được cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa của chúng ta. Quilly Quezada thì đã năm nay 25 tuổi, là một cái tên khác đang chơi bóng ở Nhật Bản. Đội tuyển Philippines lúc này có tới 10 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong đó có 2 người chơi bóng ở Nhật Bản. Đó là Quezada và Bowden, hai cái tên đang chơi trên hàng công của đội bóng vào lúc này. Ngoài ra họ còn có các cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ, ở Australia, ở Đức hay đảo Sip. Thanh Nhã, Thùy Trang, cách biệt lúc này chỉ là một bàn mà thôi, khá mong manh. Vừa rồi là một tình huống xử lý có phần chủ quan của Trần Thị Thu. Cô cần quyết đoán hơn trước khi cầu thủ áo trắng có thể ập vào và giành bóng. Sẽ có 2 sự thay đổi người liên tiếp bên phía đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn sẽ thay thế cho Dương Thị Vân. Dương Thị Vân cũng đang bị đau và cần tới sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Các cô gái của chúng ta ngày hôm nay đã chiến đấu rất kiên cường trước một đối thủ mạnh hơn nhiều về thế lực, đặc biệt là những tiền vệ ở tuyến giữa như Dương Thị Vân hay Thùy Trang, những người phải di chuyển không biết mệt mỏi.
Phương Thảo sẽ thay thế cho Thu Thương. Thu Thương trước đó cũng có dấu hiệu chấn thương. Substitution for Vietnam, player number 16, Dương Thị Vân, replaced by player number 18, Nguyễn Thị Vạn. Player number 2, Lương Thị Thu Thương, replaced by player number 17, Trần Thị Phương Thảo. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 16, Dương Thị Vân rời sân. Không được. Cầu thủ của chúng ta đã cắt đầu bóng. Số 18, Nguyễn Thị Vạn. Bây giờ là phản công cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 2, Lương Thị Thu Thương rời Thanh Nhã. Sân. Cầu thủ mang áo số 17, Trần Thị Phương Thảo vào Yến sân. Giữ bóng rất khôn ngoan. Trọng tài cho rằng đó là tình huống phạm lỗi của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam đang chủ động chơi thấp và chờ đợi thời cơ phản công. Một lối chơi hợp lý trong bối cảnh chúng ta đang dẫn bàn. Quesada. Tuyết Dung. Trận đấu còn lại khoảng 20 phút nữa. Hải Yến giữ bóng rất khéo. Hoa Thị Loan. Đây là Huỳnh Như. Tình huống phạm lỗi khá thô của cầu thủ đội bạn. Rally Bugay là người đã phạm lỗi với cầu thủ của chúng ta trong pha bóng vừa rồi. Bugay là cầu thủ duy nhất của Philippines đang chơi bóng ở Đức. Cuộc thi đấu cho câu lạc bộ Saarbrücken. Những phút tiếp theo sẽ là những phút kiểm chứng nền tảng thể lực của các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Chuyền dành cho Tuyết Dung. Vẫn là Tuyết Dung. Hoàng Thị Loan. Rất hợp lý. Nhưng đó là một tình huống xử lý bóng không gọn gàng. Xê ra. Và cắt bóng tốt. Thanh Nhã. Đợt lên bóng của cầu thủ Philippines. Đường chuyền ra cánh cho Xây Ra. Có lẽ trong pháo vừa rồi thì bóng đã chạm tay của Hoàng Thị Loan. We'll be right back.
Philippines tiếp tục có sự thay đổi người. Maniti, cầu thủ mang áo số 13 được tung vào sân, thay thế cho Cesar, hậu vệ cánh phải. Thay đổi cầu thủ mang áo số 2 Maria Loisi rời sân, cầu thủ mang áo số 13 Charlie Maniti vào sân. Một quả đá phạt trực tiếp cho cầu thủ Philippines. Đứng giữ bóng đang là số 9 Jessica Miklas. Quả tạt của Miklas. Tình huống phòng ngự xuất sắc của cầu thủ Việt Nam. Sẽ là quả phát bóng lên dành cho chúng ta. Phút thứ 75 rồi, chiến thắng đang ở rất gần với các học trò của bên Mai Đức Chung. Quả phát bóng của Trương Thị Kiều. Một tình huống không hiểu ý giữa hai cô gái áo đỏ. Cất bóng tốt, Tuyết Dung. Và xử lý khôn ngoan của Tuyết Dung. Đội tuyển Việt Nam còn một sự thay đổi người nữa. Tuyết Dung đang bị đau. Đội trưởng Huỳnh Như vẫn đang thúc giục tinh thần thi đấu của các đồng đội. Những phút tiếp theo là những phút cực kỳ quan trọng của chúng ta. Đội bạn có lợi thế về thể hình, thể lực. Chúng ta cần phải cố gắng bảo toàn được lợi thế đã tạo ra và tận dụng những cơ hội có thể trong đợt phản công để tìm kiếm thêm những bàn thắng. 16.100 khán giả đã có mặt tại sân động Cẩm Phả ngày hôm nay để cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Như vậy là sân vận động Cẩm Phả đã được lấp đầy ngày hôm nay. Hoàng Thị Loan. Ở sân chơi SEA Games thì đội tuyển Việt Nam có thành tích cực kỳ ấn tượng với 6 lần đăng quang, 6 lần giành huy chương vàng. Philippines tới lúc này thì mới chỉ có được thành tích tốt nhất là một tấm huy chương đồng mà thôi. Nhưng bóng đá nữ của Philippines đã có sự chuyển đổi một cách mạnh mẽ kể từ sau năm 2019. Rất nhiều những cầu thủ nhập tịch thì đưa về với nền tảng thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật cá nhân rất tốt. Bên cạnh đó thì lứa cầu thủ của Philippines hiện tại cũng có tuổi đời rất trẻ. Tại SEA Games 30 thì Philippines đã đối đầu với Việt Nam ở bán kết. Và khi đó thì chúng ta có chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Tại giải bóng đá nữ châu Á vừa qua thì các cầu thủ Philippines nằm trong nhóm những đội tuyển có độ tuổi trung bình thấp nhất với con số 23. Chỉ có Indonesia và Myanmar là có độ tuổi trung bình thấp hơn.
Thanh Nhã. Vẫn là Thanh Nhã. Cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật rất tốt. Đường chuyền dành cho Tuyết Dung. Phút 80 rồi. Nguyễn Thị Tuyết Dung phối hợp cùng Huỳnh Như không vượt qua được trung vệ của Philippines. Nhưng bóng lại thuộc về đội tuyển Việt Nam. Huỳnh Như, Tuyết Dung. Phần lớn những cái tên có mặt tại SEA Games 31 cũng đều có mặt trong thành phần thi đấu tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 vừa qua của Philippines. Quả người rất hay, đưa bóng vào. Đó là tình huống xâm nhập vòng cấm địa của Nguyễn Thị Vận. Các cổ động viên tại sân Cẩm Phả hôm nay đã mang tới một bầu không khí thực sự sôi động, và đó là một nguồn năng lượng có thể nói là tuyệt vời dành cho các cầu thủ của chúng ta. Đội tuyển nữ Việt Nam đã đối mặt với những thời khắc rất khó khăn trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu của hiệp 1 khi Philippines chơi chắc chắn và lại sớm có được bàn thắng mở tỷ số. Quãng thời gian đầu tiên của hiệp 1 thì đội tuyển Việt Nam rất khó khăn trong việc triển khai bóng bên phần sân của đối thủ. Và phải tới cuối hiệp đấu thì chúng ta mới bắt đầu có những cơ hội rõ rệt đầu tiên. Phương Thảo. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam hiện tại có hai chị em sinh đôi là Trần Thị Phương Thảo và Trần Thị Thu Thảo. SEA Games 31 là giải đấu thứ hai mà hai chị em Phương Thảo cùng được triệu tập. Giải đấu trước đó là tại vòng loại thứ hai của Olympic 2020 tại Hàn Quốc. Phạt góc cho cầu thủ Philippines. Cầu thủ Philippines cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 31. Họ đã có một chuyến tập huấn tại Australia. Chuyến tập huấn vào tháng trước với những trận đấu gặp các đội tuyển Fiji và Tonga. Sóng gió trước khung thành của các cầu thủ Việt Nam, nhưng các hậu vệ áo đỏ vẫn đang chơi rất tập trung. Pha vào bóng quyết liệt của Hải Yến. Có một chiếc thẻ vàng dành cho tiền đạo của chúng ta. Trong hiệp 2 này thì Hải Yến chơi rất hiệu quả và là nhân tố quan trọng trong bàn thắng thứ hai của đội tuyển Việt Nam. Hải Yến là người đã đi bóng, thu hút các hậu vệ và tạo ra khoảng trống cho Trần Thị Thùy Trang xâm nhập vòng cấm địa. Sau đó thì Thùy Trang đón đường chuyền của Huỳnh Như để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Sau khi Bích Thùy rời sân thì đội tuyển Việt Nam đang chủ yếu lên bóng ở cánh trái. Nguy hiểm. Đó là cú dứt điểm không chính xác của Flanagan. Isabella
Flanagan là một trong những cầu thủ trẻ nhất của Philippines tham dự SEA Games năm nay. Tiền đạo này sinh năm 2005, nay mới 17 tuổi. Đây là trận đấu thứ 7 của Flanagan cho đội tuyển quốc gia Philippines. Và qua người của Thanh Nhã sẽ có phạt góc dành cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Quỳnh Như và quả người rất keo leo. Tiếp tục là Nguyễn Thị Vạn. Thì Vạn đã chủ đích có một tình huống đột phá để đưa trái bóng tới sát bên ngang trước khi căn vào, nhưng cô không qua được cầu thủ thứ ba của Philippines. Những phút cuối cùng của trận đấu rồi, thắng lợi đang ở rất gần các cô gái của chúng ta. Các khán giả trên sân Cẩm Phả cũng như các khán giả truyền hình ngày hôm nay đã được chứng kiến một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, xứng tầm với những đội bóng đã giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ vào năm tới. Philippines đã mang tới một diện mạo hoàn toàn khác biệt với những gì mà đội tuyển này từng cho thấy trong quá khứ ở SEA Games. Còn đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì vẫn luôn cho thấy vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng. Rất tự tin. Hải Yến bắc lên. Tình huống theo bóng đầy quyết tâm của tiền đạo số 12 và nó khiến cho thủ môn của Philippines buộc phải phá bóng giải nguy, mang về một tình huống ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Nhã lỗi rồi, quả đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 của đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Thanh Nhã hay Trần Thị Phương Thảo đều đang cho thấy sự hòa nhập rất tốt với các đồng đội. Quả đá phạt của trung vệ Trương Thị Kiều khá nguy hiểm. Rất tiếc là hình như không chạm được bóng. Pha cắt bóng tốt. Thời gian thi đấu không còn nhiều và đây là thời điểm mà cầu thủ nữ của chúng ta cần phải hết sức tập trung. Phương Thảo ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Phút 89 rồi. Những chiến đấu của người cuối cùng bên phía đội tuyển Việt Nam. Hải Yến đã rút ra khỏi sân. Văn Sự và Hải Linh là những cầu thủ được tung vào sân. Hải Yến và Thùy Trang là những cái tên được rút ra.
một trận chiến thực sự mà các cô gái của chúng ta đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. Đã có những cầu thủ phải rời sân bằng cáng. Nhìn vào tương quan thể hình giữa đôi bên có thể thấy được sự vượt trội của cầu thủ Philippines. Và thấy được nỗ lực thi đấu đáng khen ngợi của các cô gái Việt Nam là như thế nào. Player number 8 Trần Thị Thùy Trang replaced by player number 10 Trần Thị Hải Linh. Sẽ có 6 phút bù giờ cho trận đấu ngày hôm nay. Thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mặc áo số 12 Phạm Hải Yến rời sân. Cầu thủ mặc áo số 11 Ngân Thị Vạn Sự vào sân. Cầu thủ mặc áo số 8 Trần Thị Thùy Trang rời sân. Cầu thủ mặc áo số 10 Trần Thị Hải Linh. Bây giờ thì huấn luyện viên Mai Trung đã sử dụng hết 5 quyền thay đổi người. Thời gian bù giờ là 6 phút. Có tới 6 phút bù giờ. Vẫn là những phút giây đầy thách thức với Hoàng Thị Loan và các đồng đội. Hợp lý. Thanh Nhã. Đây là Vạn Sự. Ném biên dành cho đội tuyển Việt Nam. Đường truyền của Nguyễn Thị Vạn. Vẫn là cầu thủ Việt Nam. Không được. Tuyết Dung quả bóng. Tuyết Dung đưa bóng vào. Dứt điểm. Quả bóng vào là của Thanh Nhã. Những phút cuối cùng rồi, chiến thắng đang ở rất gần chúng ta. Rất quyết liệt. Hai tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân và Trần Thị Thùy Trang đã được rút ra nghỉ. Bây giờ thì tuyến giữa là Nguyễn Thị Vạn và Hải Linh. Hoàng Thị Loan. Đường truyền dành cho Huỳnh Như. Dứt điểm ngay. Những phút cuối cùng của trận đấu. Và Huỳnh Như đã cố gắng tận dụng chút sức lực còn lại của mình để tung ra một cú dứt điểm ngay. Có lẽ đó là thời điểm sớm hơn thì Huỳnh Như sẽ có một tình huống tăng tốc để đưa chơi bóng tới sát khung thành trước khi tung ra cú sút. Phút bù giờ thứ 3 rồi. Nguy hiểm. Tiếng còi đã cất lên trước đó. Trận đấu tiếp theo thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Campuchia. Trận đấu diễn ra vào ngày 14 tháng 5 lúc 19 giờ. Sự thay đổi người bên phía Philippines. Tiền vệ Savicky rời sân. Choco sẽ là cầu thủ mặc áo số 19. Marara. Eva Silva Marara. Đội tuyển nữ Philippines có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mặc áo số 4 Jacqueline Katrina rời sân. Cầu thủ mặc áo số 19 Eva Silva Matarang vào sân. Ở bảng B thì lượt trận đầu tiên đã kết thúc với 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 dành cho Myanmar và Thái Lan. Chứ những đối thủ đánh giá thấp hơn là Lào và Singapore. Vòng bán kết của SEA Games năm nay nhiều khả năng sẽ quy tụ những đội bóng mạnh nhất của khu vực là Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Myanmar. Với sự chênh lệch không quá lớn về thực lực giữa 4 đội bóng thì đây chắc chắn sẽ là một vòng đấu cực kỳ hấp dẫn.
Đồng hồ đã trôi qua phút bù giờ thứ 5 rồi. Và bây giờ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là cốc áo đỏ, Thanh Nhã bật lên. Chiến thắng đã ở rất gần. Trong hiệp 2 thì cầu vệ của chúng ta đã làm quá tốt nhiệm vụ khóa tiền đạo Sarina Bowden của Philippines. Số 8 không có một cơ hội dứt điểm nào trong hiệp đấu này. Tình huống sút bóng đá duy nhất của Philippines tới từ cầu thủ áo số 20 Quesada. Ở đó cũng gần như là tình huống nguy hiểm duy nhất mà Philippines tạo ra trong hiệp đấu thứ hai. Hệ thống phòng ngự của Việt Nam đã chơi quá tốt. Và đi bóng rất ấn tượng. Sút nhảy. Huỳnh Như. Phút bù giờ cuối cùng. Chiến thắng và 3 điểm đang ở rất gần với Huỳnh Như và các đồng đội. Trước đó thì Nguyễn Thị Vạn đã có một tình huống solo quá ấn tượng. Chúng ta chỉ còn cách chiến thắng vài giây nữa mà thôi. Bóng thuộc về cầu thủ Việt Nam. Huỳnh Như. Huỳnh Như dốc bóng. Phía dưới là Nguyễn Thị Vạn. Đường chuyền dành cho Nguyễn Thị Vạn. Và hết giờ. Xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng và 3 điểm đầu tiên sau một trận chiến nghẹt thở với Philippines. Các cầu thủ áo đỏ ngày hôm nay đã chơi quá quả cảm. Một màn lội ngược dòng có thể nói là ngoạn mục với đối thủ rất mạnh Philippines. Hai bàn thắng hôm nay của đội tuyển bóng nữ Việt Nam đều là những bàn thắng tới từ những tình huống phối hợp rất ấn tượng của các cầu thủ áo đỏ.